Bộ Văn hóa chính thức trả lời về đề nghị tước danh hiệu của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời chính thức về việc chưa đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của nghệ sĩ Hoài Linh. Ngày 6 tháng 7 năm 2021, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức có văn bản trả lời bà NTTH về việc đề nghị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú đối với nghệ sĩ Hoài Linh. Cụ thể, văn bản nêu rõ, theo quy định tại khoản 1, điều 79 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật hình sự, bị tòa án xét xử bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị tuyên án từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước. Cho đến nay, nghệ sĩ Hoài Linh chưa vi phạm quy định trên, vì vậy chưa đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu. Trước đó, ngày 27 tháng 5, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đơn của bà NTTH để Sở xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trong đơn, bà H đề trình lên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan chức năng xem xét thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh do đã gây dư luận xấu trong nhân dân thời gian qua. Ngoài ra, đơn còn đề nghị cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên Internet có sự xuất hiện của nam nghệ sĩ sinh năm 1969. Xác nhận với phóng viên Dân Trí chiều 29 tháng 5, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, ông có biết về đơn thư đó và công văn chuyển đơn. Việc tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh phải theo quy định pháp luật. Theo đó, chỉ khi nghệ sĩ vi phạm pháp luật thì mới xem xét việc tước danh hiệu. Đến lúc này chưa có kết luận nào từ cơ quan chức năng kết luận Hoài Linh vi phạm pháp luật nên không có chuyện tước danh hiệu của nghệ sĩ này, ông Phùng Huy Cẩn nói. Danh hài Hoài Linh vướng vào ồn ào, chậm trao tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Anh có giải thích lý do sự chậm trễ là do bị bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến không đồng tình và có phản ứng gay gắt với cách làm này của nghệ sĩ. Trưa ngày 5 tháng 6, sau khi giải ngân hết số tiền hơn 13 tỷ đồng, nghệ sĩ Hoài Linh chính thức lên tiếng, thừa nhận trong sự việc lần này là mình sai. Anh nhận lỗi và gửi lời xin lỗi khán giả, xin lỗi bà con miền Trung, làm từ thiện không phải là việc đơn giản và dễ dàng. Để làm từ thiện tốt không phải chỉ muốn là được. Tôi không lường trước được sự phức tạp và khó khăn trong công tác từ thiện này, nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi quý vị. Hoài Linh hoạt động nghệ thuật lâu năm với những vai trò như danh hài, diễn viên, nhạc sĩ và làm MC. Năm 2015, Hoài Linh được đặt cách phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Trường hợp của Hoài Linh là trường hợp duy nhất được đặt cách xét tặng danh hiệu, không dựa trên tiêu chí về huy chương và dựa vào sự đóng góp lẫn sức ảnh hưởng.